tôn xin cứ ghi lời trăn trối sâu cùng. Người hãy yên lòng về nơi hình nghề một vùng trời tim. Hôm nay cha mãi đi xa, chúng con cùng các cháu xin được dâng ngàn cánh hoa tiễn người. Nghi thức lễ dâng hoa của đoàn kim nhạc Hoa Đăng đến từ huyện Nguyễn Bảo, thành phố Hải Phòng, trực thuộc cơ sở dịch vụ tăng lễ Tròn Gói. Thắng Ngọc xin được phép bắt đầu. Trải nghiệm kính thương ơi, cha ơi, thiệt là em từ anh đâu còn được đời xương trần, còn lại lấm cỏ xanh. Nhìn màu tan dầu dĩ phủ bao trùm, đã che khuất hương hồn nơi chỉ rồi. Lúc này tay hòa hàng đổi ngoài, chỉ kỳ thân bằng bầu bạn vương thông xa. Lời cầu kinh của hoàng hội tóc giả, lời cầu siêu của sư thầy đứng tiễn. Lầm khúc nhạc buồn làm sẽ ruột lòng đau, tiễn đưa cha suy đỏ về quê tổ. Còn đi bàn hồi ngộ gặp xa đi, cha hiền ông giọt nước mắt một đời không lụt cạn, giọt mồ hôi năm tháng trở về vơi. Đó là tình cha muôn thuở vốn không lời, trong nặng lẽ âm thầm như chiếc lạ. Buồn ai vui cha cũng cắt để già, mà không hay cười chắc để cả trong tim. Như đại sứ lòng biệt tạ lặng im, đôi đôi sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn. Công dưỡng dục suốt một đời lần đần, nghĩa sinh thầy ước vật cả trăm năm. Bên đời ông chắc là bóng âm thầm, đôi đôi che chở bóng bóng sân mát dịu. Tận tận lòng cha cả đời cũng thấu hiểu, đôi đôi cho đi mà không mong đền đáp. Cha ơi, rồi mai đây trên đèo đường cũng dặm, cũng bởi hay sâu thẳm tấm lòng cha, nơi đôi bao na và cũng rất mặn mà. Để trên đỏ ngàn năm vang vọng mà. Cha hiền ơi, còn đâu đâu nào hơn đâu đâu mất cha. Trời thì rạng sáng một ngày đau thương, giờ đây biết đinh già chúng con khăn chặt áo chặt. Ai gây nên gió núi mưa ngàn, để cho con cháu phải chịu muôn vàn xót xa. Cha ơi, chúng con đứng đây mà tất cả bồi rồi, không thấy cha mà không nói được nên đời. Cha ơi, cha ở đâu rồi, để cho con cháu đừng ngồi không thương. Chúng con thương cha chắc ngàn đường vất vả, cả một cuộc đời cha dành cả cho chúng con.
Giờ đây chúng con đã được lớn khôn, kéo dài tuổi thọ của cha thì chúng con còn cha ra đi còn biết bao giờ. Chưa hiểu kia chúng con chưa kịp đáp tề, tân sầu lệ nhỏ tiên vi quyền trong từng tiếng trống tiếng kèn xót xa. Cha giờ này ở đâu cha ơi, mới hiểu được lòng và tiếng nói của chúng con. Vâng, và giờ này xin được kính mời các con trai dâu gái rể cùng với các cháu chắc nội ngoại hai bên của cổ, những người có lăng vành khăn tam chẳng, chúng ta hãy thành tâm phát tâm giải tiền đò đi cùng một đoạn đường sâu cuối về nơi Tây Phương Cực Lạc, an giấc ngủ ngàn tu, cụ về phù hộ độ trì cho nhà con cháu được mạnh khỏe bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Hãy subscribe.
răng đắt gọi đón cha về với nước của một nông. Anh em con cháu mắt lệ nhòa vượt vượt sổ hạt giả gọi hồn một cỏ mơ nghi thức lễ sơ sơ của đoàn kim nhà hoa lan đến từ huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng trực thuộc cơ sở dịch vụ tăng lễ trò gọi Ngọc Thẳng cuộc đáp đường trung liên hoàn. Một lần nữa đoàn xin được chia sẻ đôi nước mắt lớn lao của cụ tam gia kính chúc cô chúc sẻ bồi bổ dần sự nghiệp niết bàn vui cảnh vật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nghe về trận này những phần lễ viếng ban tổ chức lễ tang.